Chương trình canh tác cà phê thông minh 2024 đang được triển khai tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Những tiến bộ kỹ thuật mới, quy trình canh tác khoa học đã và đang được chương trình nỗ lực hỗ trợ bà con ra sao để nâng cao hiệu quả canh tác cà phê trong điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt của Tây Nguyên. Những nội dung này sẽ có trong chương trình canh tác thông minh phát sóng ngày 7 tháng 4 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.